gần 30 tỷ làm tuyến đường, mẫu, như Nhật Bản tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án cải tạo không gian đường Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Quy, 1, trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu, có thể áp dụng, nhân rộng ra các quận, huyện khác. Phối cảnh đường Thái Văn Lung sau khi cải tạo. Với kiến trúc mang tính biểu tượng và nghệ thuật, dự án thí điểm tuyến phố kiểu mẫu trên đường Thái Văn Lung được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Phối hợp với nhóm chuyên gia quy hoạch Nhật, Việt cùng các đơn vị có liên quan. Đến nay, các bước khảo sát, nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai thí điểm đã hoàn thiện. Theo kết quả khảo sát, hiện trạng đường Thái Văn Lung, đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Siêu, có chiều dài khoảng 400m. Bề rộng mặt đường từ 7,7-9m, vỉa hè từ 3,7-3,8m. Các đơn vị đề xuất phương án thiết kế sau khi cải tạo, bề rộng mặt đường sẽ thành 5m. Bề rộng vỉa hè mỗi bên khoảng 5m. Mặt đường và vỉa hè đều được lát đá granite. Cuối tuần, tuyến đường sẽ trở thành phố đi bộ như đường Nguyễn Huệ cùng với lắp đặt biển báo hiệu đường bộ. Bản thông tin điện tử, tuyến phố sẽ trồng mới và cải tạo hệ thống cây xanh và sửa chữa, thay thế hệ thống chiếu sáng hiện hữu. Trên tuyến cũng bố trí điểm kinh doanh buôn bán, công trình phụ trợ, công trình tiện ích, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng và nghệ thuật. Cổng chào, bản thông tin, ghế ngồi, thùng rác, đồng thời cải tạo không gian cho người đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Về tổ chức giao thông, tuyến đường sẽ giữ nguyên phương án như hiện nay cho các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, từ 19 giờ, 23 giờ tổ chức thành phố đi bộ tương tự như phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau 23 giờ vẫn lưu thông như các ngày trong tuần. Giới hạn tốc độ lưu thông trên đường này khoảng 20-30 km/h. Trên tuyến sẽ cải tạo không gian cho người đi bộ, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Tiến độ thực hiện dự án trong năm 2024-2025, hoàn thành và đưa vào khai thác. Sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Tổng mức kinh phí triển khai thực hiện dự án dự kiến khoảng 29,6 tỷ đồng. Trong số đó, vốn từ ngân sách thành phố để cải tạo mặt đường khoảng 14,7 tỷ đồng, cải tạo vỉa hè và các công trình, hạng mục phụ trợ, tiện ích khoảng 9,3 tỷ đồng. Các hạng mục lắp đặt cổng chào, thùng rác, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác khoảng 5,6 tỷ đồng sẽ từ nguồn xã hội hóa. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhận định nếu được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý và triển khai hoàn thành, đường Thái Văn Lung sẽ trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu, sáng tạo, có tính kết nối, lan tỏa như các con đường đô thị tại Nhật Bản nhưng vẫn không tách rời bức tranh chung của giao thông thành phố. Có thể áp dụng, nhân rộng ra các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đây sẽ là công trình mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.